Thưa quý vị, sau khi một vùng ở Orange County, tức là quận Cam ở miền Nam California, Hoa Kỳ, được chính thức đặt tên là Little Sài Gòn, tức là Sài Gòn nhỏ hay Tiểu Sài Gòn, thì sau đó một số thành phố khác ở Bắc Mỹ cũng đã dùng cái tên này để đặt tên cho các khu vực có đông đảo người Việt Nam sinh sống. Riêng tại Canada thì lần đầu tiên tại thành phố Vancouver, một khu vực kinh doanh có nhiều cơ sở của người Việt Nam cũng đã được chính thức đặt tên là Little Sài Gòn. Khu thương mại Little Sài Gòn ở Vancouver đã được Hội đồng Thành phố chính thức công nhận vào năm 2012. Khu vực này nằm trên một đoạn đường dài khoảng 3 cây số trên con đường Kingsway, đoạn cắt ngang giữa hai đường Nanaimo và Fraser, cách trung tâm thành phố về hướng đông nam khoảng 15 phút lái xe. Vancouver là thành phố đa sắc tộc, trong đó mọi người sống chan hòa với nhau. Theo sự tập trung của từng nhóm sắc tộc mà thành phố đã đặt tên cho nhiều khu vực, như Little Italy tức là Tiểu Ý, Punjabi Market tức là chợ của người Punjab, hay Chinatown, phố người Nhật, v.v. Và nay bên cạnh các khu phố của các sắc dân bản, thì sự hiện diện của cái tên Little Sài Gòn thật sự là một niềm vui lớn của cư dân Việt Nam. Theo như lời của một người đã định cư tại thành phố này gần 20 năm qua, nghệ sĩ Minh Phượng. Trời ơi, đây là một điều rất là hạnh phúc và rất là hãnh diện. Là tại vì lâu nay đó, Minh Phượng chỉ thấy là Little Sài Gòn là nổi tiếng là ở bên California thuộc nước Mỹ thôi. Nhưng mà không ngờ vào khoảng đầu năm 2012, tại cái khu dân cư của Việt Nam mà nằm trên đường Kingsway của thành phố Vancouver lại được đặt tên Little Sài Gòn. Trời đâu có dễ gì đúng không? Một cái nơi mà cộng đồng người Việt không lớn mà lại được có một cái tên riêng như vậy. Người Việt Nam đến định cư tại Vancouver đông đảo nhất vào khoảng thập niên 80 của thế kỷ trước. So với nhiều cộng đồng của các sắc dân khác tại thành phố này, thì cộng đồng Việt Nam khá non trẻ. Tuy nhiên, chỉ trong vòng không đầy 30 năm, người Việt Nam ở Vancouver nói riêng và ở Canada nói chung đã góp mặt trong hầu hết các lĩnh vực và đã đạt được những thành quả đáng kể. Trong đó, việc chính thức hình thành khu Little Sài Gòn ở Vancouver là một minh chứng rõ nét. Trong khu Little Sài Gòn, trên một đoạn của đường Kingsway, một trong những con phố chính của thành phố Vancouver, người ta có thể thấy có rất nhiều cửa tiệm Việt Nam, từ các nhà hàng, tiệm bánh, siêu thị, đến các văn phòng luật sư, phòng mạch bác sĩ, gara sửa xe và những dịch vụ khác. Nhiều cơ sở này đã được hình thành từ rất sớm, như một nhà hàng Việt Nam có tên là Green Lemongrass, tức là cây xả xanh. Tại vì nói ra cái tiệm mình ở đây á, thì là anh chị á, thì ảnh chỉ bắt đầu là làm business từ 1986 đến bây giờ, thành ra cái tiệm có đồ ăn mình Việt Nam nó đầy đủ hết. Thành tay mấy những người địa phương rồi họ đến đây họ ăn họ rất là thích, nhưng mà họ đã trở lại. Dạ, họ còn phải lên trên mạng mà họ xô ra những cái gì mà ăn hay là cái đồ ăn gì ngon đó, họ đều quảng cáo cho gia đình hoặc là family tổ chức trong đây cũng có. Dạ. Đi trên một con đường với đa số bảng hiệu viết bằng tiếng Việt, với văng vẳng những bài hát Việt Nam được phát ra từ một cửa tiệm nào đó, và với tiếng Việt là ngôn ngữ phổ thông trong các cuộc đối thoại, thì có thể nhiều người sẽ quên rằng mình đang ở Canada, chứ không phải ở Việt Nam. Cảm giác này có thể còn sâu đậm hơn khi họ bước vào một siêu thị Việt Nam và tìm thấy hầu như tất cả những hàng hóa, trái cây, thực phẩm có liên quan đến Việt Nam, dù rằng một số lớn có xuất xứ từ những quốc gia khác. Tại các siêu thị này, người ta có thể mua những thứ như
rau thơm, mít, măng cụt, sầu riêng, cho tới cua, ghẹ, cá ba sa, ba khía, mắm tôm, mắm ruốc, vân vân. Thì đi trong khu lý đô Sài Gòn của cư dân Việt Nam ở thành phố Vancouver, thì Minh Phượng rất là thích đi dạo những khu chợ. Tại vì vô trong đó, đó Minh Phượng có thể thấy lại được những cái mặt hàng mà bán ở chợ Sài Gòn ngày xưa. Ví dụ như là vẫn có những cái khu mà bán đồ cúng kiến đó. Ví dụ như nhang đèn, rồi những cái đồ vật dụng mà trong gia đình, chẳng hạn như những cái khuôn bánh khọt, rồi những cái những thức ăn, làm Minh Phượng như cảm thấy là mình cũng không có xa quê hương là mấy. Theo thống kê dân số năm 2006 của Canada, thì chỉ có không tới 30.000 người Việt Nam thuộc thế hệ thứ nhất sinh sống tại đại đô thị Vancouver. Và nếu tính cả thế hệ thứ hai, thứ ba, tức là những lớp người Việt Nam sinh ra và lớn lên ở đây, thì con số có thể lên tới gấp 3 lần. Thật ra con số này không quá lớn nếu so với các cộng đồng Á Châu khác, vốn đã đến định cư ở đây từ nhiều thế hệ trước. Thế nhưng hiện nay có thể thấy sự hiện diện của người Việt ở khắp thành phố Vancouver qua các cửa tiệm, mà rõ nét nhất là qua các nhà hàng Việt Nam. Trong khu Lido Sài Gòn, các nhà hàng Việt Nam luôn là những điểm được ưa chuộng của các sắc dân bạn. Họ đi đến đây thì họ tìm giống như là những gian hàng của người Việt Nam, đồ ăn Việt Nam, rồi trái cây rau quả của Việt Nam mình. Và đây cũng là một cái điều rất là hay, là tại vì dân các dân tộc các nước khác họ yêu thích đồ ăn Việt Nam, họ có thể tới đây để họ sưu tầm, họ ăn uống nè, rồi họ đi chợ Việt Nam để họ làm những món như là phở, như là gỏi cuốn, chả giò, và họ cũng rất là yêu thích khu này. Và nếu mà rảnh rỗi thì mình vừa cũng hay tới cái khu Lý Đô Sài Gòn này để mà dạo chơi ăn uống dữ lắm. Không chỉ là một khu thương mại, Lido Sài Gòn ở Vancouver còn là một nơi mà mọi người có thể đến để tìm hiểu hay sống với văn hóa Việt Nam, nhất là trong các dịp lễ truyền thống như Tết Nguyên Đán. Người Việt Nam giống như là có những cái khu mà khi mà tính ngày mà những cái chợ Tết Nguyên Đán hay cái gì đó, thì Tết giống như là phong tục của Việt Nam mình, thì ở cái đường này thì mọi người đều tập trung lại. Rồi trong nhìn những hàng trái cây Việt Nam, như đồ Việt Nam thì nó là nằm trên dạ đường trên này. Để được chính thức đặt tên Lido Sài Gòn, cộng đồng Việt Nam ở Vancouver đã dùng nhiều công sức để vận động trong một thời gian dài và đã phải đối diện với rất nhiều khó khăn. Trước khi người Việt Nam bắt đầu kinh doanh tại đây và dần dà chiếm đa số, thì đoạn đường Kingsway này đã khá phồn thịnh với nhiều cửa tiệm của các người Hoa, người Pháp, người Nga, người Caribe và nhiều sắc dân khác. Khi nghị viên thành phố ông Kerry Yang đề nghị đặt tên Lido Sài Gòn, đã có không ít phản đối từ các cơ sở không phải của người Việt trong khu vực này. Tuy nhiên, sau khi cộng đồng Việt Nam đạt được hơn 3.000 chữ ký ủng hộ cho việc đặt tên, trong đó đa số là của người Việt Nam, thì hội đồng thành phố đã chấp nhận tên gọi Lido Sài Gòn, một phần để vinh danh những đóng góp của cộng đồng người Việt trong sự phát triển chung của thành phố. Và từ khi được đặt tên này, con phố đã hấp dẫn thêm nhiều khách thăm viếng thuộc đủ mọi sắc dân. Cái đường Kingsway này là họ có tên từ hồi nào giờ, là thực ra cái khu chính của người Việt Nam mình tập trung. Mà từ lúc mà bắt đầu mà chuẩn bị có cái tên Lido Sài Gòn á, thì những người khách địa phương ở các nơi á, họ biết đến thì họ đến đây tham quan nhiều hơn. Và thành ra những cái khu này thì càng ngày thì người Việt Nam mình càng tập trung nhiều hơn một chút nữa. Rất là vui, nhất là cho cái mùa hè đó. Thì những người khách giống như là ở Seattle, ở California đó, họ chịu trở về đây thăm cũng như là tụ tập về người Việt Nam mình rất là nhiều. Càng lúc nó càng nhiều hơn nữa. Dạ, nhưng mà
Từ đấy là cái tên Little Sài Gòn thì bây giờ hầu như là nhiều người biết đến lắm. Dạ. Tôi mong là nó sẽ có một ngày dựng lên thì mỗi lúc nó càng Việt Nam mình càng tập trung càng vui hơn nữa. Khu Lido Sài Gòn ở Vancouver đang có nhiều thay đổi, trong đó đáng kể nhất là đang ngày càng có thêm nhiều cơ sở thương mại Việt Nam. Khu vực này hiện cũng là một trong những điểm nóng về địa ốc của thành phố, khi thu hút khá nhiều nhà đầu tư. Được biết một số trung tâm thương mại trong tương lai sẽ được xây dựng ở đây với phong cách Việt Nam, nhưng không chỉ nhắm vào khách Việt. Và như thế thì diện mạo của cả con đường Kingsway kéo dài từ phía đông nam lên tây bắc của thành phố, trong đó có một đoạn là khu Lido Sài Gòn, sẽ có cơ hội đổi mới nhanh chóng hơn, tốt đẹp hơn. Thưa quý vị, chúng tôi đến thăm vùng Lido Sài Gòn của Vancouver vào một buổi trưa ngày thứ hai, nên ở đây khá vắng vẻ. Tuy nhiên, qua những hình ảnh mà chúng tôi đã gửi đến quý vị, với các cơ sở của người Việt Nam trên một con đường dài khoảng 3 cây số trong một khu khá đắc địa của thành phố Vancouver, thì rõ ràng khả năng phát triển kinh tế của khu vực này rất cao. Và việc tiến tường thuật ngay từ vùng Lido Sài Gòn của thành phố Vancouver thuộc Canada.